Để tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, tối ngày 14 tháng 9, nhà thiếu nhi Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm, mang lại cho hơn 1.000 khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, những cung bậc cảm xúc khác nhau trong ngày Tết thiếu nhi này. Tết Trung thu là Tết đoàn viên, bởi vào ngày này, mọi người trong gia đình đều ở bên nhau, cùng nhau rước đèn, múa lân, hát tập thể các bài hát Trung thu và phá cổ. Đây cũng chính là dịp trẻ em được vui chơi, đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa. Nhưng thời tiết năm nay có vẻ như không chiều lòng trẻ thơ. Về chiều, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Nhưng thay vào đó, tại nhà thiếu nhi, ngôi nhà của tuổi thơ đã mang đến một đêm Trung thu sinh động, phong phú nhiều màu sắc. Không phải những cái tiết mục của các anh chị biểu diễn ra sao, có hay không? Dạ hay. Rồi sao thích nhất là cái tiết mục nào? Thứ nhất, tiết mục của anh chị, mỗi lần. Con có hy vọng rằng là những năm sau các cô sẽ dạy cho con những cái chương trình giống vậy không? Dạ có. Hồi xưa em cũng từng có học ở đây và khi mà đến đây thì em muốn trở về tuổi thơ của mình để với cương vị là khán giả thì em muốn xem các em nhỏ diễn. Cũng như là hồi đó em cũng từng diễn trên sân khấu ở đây và mỗi lần đến Trung thu thì em lại muốn trở về đây để nhớ lại hồi xưa của mình. Và mỗi dịp Trung thu thì em sẽ đây là địa điểm mà em chọn để đến để chơi. Trước đó, nhà thiếu nhi đã tổ chức một ngày hội Trung thu với những cuộc thi phong phú như bài cổ Trung thu, làm lồng đèn, vẽ mặt nạ ông địa hoặc cảnh hóa trang chị Hằng chú Cuội và múa lân cho gần 1.000 thiếu nhi đến từ 44 đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở và các trung tâm bảo trợ xã hội, các trường dành cho trẻ em thiểu năng, khuyết tật trên địa bàn thành phố. Cứ mỗi độ thu về, lòng người lại bồi hồi và náo nức khôn nguôi. Âm hưởng Trung thu tưng bừng, rộn rã. Trong những ngày này, sự đoàn tụ, sẻ chia và yêu thương luôn được đề cao và trân trọng. Đã thành thông lệ, chị Nguyễn Phương Anh cùng như mình xem nhà thiếu nhi Lâm Đồng là điểm đến của gia đình vào mỗi dịp Trung thu. Con thấy con rất là vui và hãnh diện khi con được diễn cho các bạn thiếu nhi coi. Ngay từ nhỏ con đã rất là đam mê nhảy múa. Từ hồi nhỏ giờ con chị nó rất là đam mê ca nhạc. Rồi chị đã cho nó theo học ca múa nhạc ở trên này. Với lại tối hôm nay là coi như là nó có nhiều em bé biểu diễn rồi. Rồi có nói chung là màu sắc sân khấu rồi là rất là cuốn hữu. Và nó có một cái gì đó nó thuộc về thiếu nhi an toàn hơn. À, nó dễ thương hơn cho nên chị cho tham gia. Và một phần là vì con chị được biểu diễn trong các chương trình ở đây. Đêm hội trăng rằm yêu thương đã khép lại với biết bao cảm xúc khó quên, ngập tràn hạnh phúc. Đây chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp khắc ghi trong ký ức của tuổi thơ. Trước đó vào chiều hôm qua 14 tháng 9, công ty cổ phần Lan Nguyễn cũng đã tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại khu chợ mới Đà Lạt Center. Tại đây, các em nhỏ đã được nhận bánh Trung thu và hòa mình vào những trò chơi dân gian, được xem đoàn Lân Sư Sồng Thiên Thành biểu diễn các tiết mục đặc sắc trên trục đường quanh khu vực Hòa Bình và Nguyễn Thị Minh Khai. Được biết, khu chợ mới Đà Lạt Center hiện có 700 quầy hàng được tiểu thương buôn bán. Và mỗi năm cứ vào dịp Tết Trung thu, công ty cổ phần Lan Nguyễn đều tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung thu thật ý nghĩa và ấm áp cho con em tiểu thương chợ mới Đà Lạt Center nói riêng và các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói chung. Cũng theo người dân thì nguyên nhân chính là do trước đây trong quá trình xây dựng tuyến đường này không thi công hệ thống cống rãnh thoát nước nên mỗi khi mùa mưa đến, nước bị ứ đọng tạo thành những hố sâu. Bên cạnh đó, tuyến đường